Đây, hôm nay mình sẽ chia sẻ đầu với bộ điều khiển này. Đó. Hộp của thằng này, bộ Hornet này. Nó khởi, khởi là 150A. Cái bộ điều khiển này, cái bộ điều khiển này bên trong cái relay nó rất bé. Là muốn điều khiển cái tải mà lớn, điều khiển tải 3 pha hoặc là tải những cái tải công suất lớn để con khởi 3 pha này. Đấy. Nó sẽ đấu ha. Thì cái chân con này mình nói nhiều rồi. Trên này nó có ghi số này. Số 1, số 2, số 3, số 4 đó. 1, 2 cấp nguồn vào, 3, 4 cấp ra à. Đấy, cách đầu đơn giản nhất. Chúng ta cấp nguồn 1, 2 vào đây. Và 3, 4 chúng ta cấp ra khởi. Thì cái con khởi, cái dù khởi lớn, khởi bé gì đó, thì nó đều có cái chân chân A1, A2 là chân cuộn hút à. Thì con khởi này khởi lớn à. Khởi lớn cũng vậy à. Thì cái chân A1, A2 của nó là cuộn hút. Thì cái ra của con này chúng ta đấu vào cái chân cuộn hút của con này. Đấy là phần điều khiển nhé. Còn phần động lực chúng ta đấu riêng ra. Phần điều khiển thì chúng ta chỉ cần đi dây bé thôi, còn phần động lực thì chúng ta phải đấu cái tải dây lớn đấy. Phần điều khiển thì chúng ta không cần dây lớn làm gì đấy. Mà nếu chúng ta đấu 3 pha cũng vậy ha, ta đấu 3 pha thì chúng ta nên nên đấu là đấu tải test 1 pha ha, 1 pha của thằng này để cho test trước, test điều khiển trước rồi chúng ta mới đấu động lực vào đấy. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ cấp nguồn vào cái chân này, hai chân 1 2 và 3 4 mình sẽ cấp ra. Đây mình tạm dừng nhé, cái nút tạm dừng là nút tăng ta. Đấy ha, chân 1, chân 2 của con này thì mình sẽ cấp nguồn. Hai cái chân ra của nó, chân 3, chân 4 thì mình sẽ cấp vào cái A1, A2, cái chân cuộn hút của con khởi này. Cuộn hút con này nó có chân A1, A2 này. Chân con này thì chúng ta không cần phải đấu đúng đâu, chúng ta chỉ cần đúng là không cần phải đúng là chân 1 và chân A1 hay là chân 2, chân A2 gì hết. Thôi cứ đấu đúng, chân cũng ngọc, quan trọng là cái ngọc vàng thôi. Cái ngọc ra thì đấu sao cũng được. Sau khi đấu xong là được một cục này. Thì mình sẽ cấp một vào ha. Cấp một vào mình sẽ xài điều khiển này. Nó chưa cấp được, nó không... Đây, nó bị động dày ha. Đấy ha. Thì bạn cứ nhớ là cái nguồn cấp vào của nó đây. Chân 1, chân 2, chân 3, chân 4 cho nó đấu ra khởi. Đấu vào 1, 2 khởi nhé. Còn cái động lực của thằng này thì chúng ta muốn đấu 3 pha. Chúng ta cứ đấu lấy 3 pha chúng ta đấu vào đây. Đấy là cách chúng ta đấu. Nếu chúng ta đấu với tại 3 pha ha. Thì chúng ta đấu cho test cái phần điều khiển này trước. Sau rồi chúng ta mới cấp 3 pha vào cho nó đấu 3 pha ha. Con này tải được từ 150A, bao nhiêu A cũng được.